Xin chào, mình là Thành Nam và đây là TNC Channel. Màn hình gaming thì là một vật bất ly thân với bất cứ một game thủ nào. Màn xịn thì chơi game mới sướng, màn hình có tần số quét cao thì phản xạ với ngon. Mà màn hình vừa rẻ vừa có tần số quét cao thì chắc chắn là chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Và mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện cổ tích có thật về màn hình gaming hơn 3.180.000. Ngày xưa cách đây chắc khoảng chừng là 1 đến 2 tháng thì Acer đã cho ra mắt mẫu màn hình Acer TUF VG249Q3A phá đảo thế giới ảo, kẻ hủy diệt phân khúc, ông hoàng thông số, chúa tể giá rẻ. Thì khoảng chừng chính xác là 3.600.000 đồng là đã có thể sở hữu được một em màn hình rồi. Kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền Fast IPS, độ trễ 1mm G2G 180Hz. Đó là những cái thông số rất cơ bản và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn. Game thủ thì cần một mẫu màn hình vừa phải với độ nét tích hợp để có thể chơi game. Thì trong khoảng giá 3 triệu đồng, 24 inch Full HD chắc chắn là một con số chuẩn chỉ. Khi mà thi đấu với game thủ thì mọi người cũng đều sử dụng là màn hình 24 inch. Và đôi khi là chúng ta chơi những tựa game thì chúng ta hạ độ phân giải xuống. Thì từ Full HD hạ xuống độ phân giải HD thì nó sẽ hợp mắt hơn. Đấy là một cái biện hộ để dành cho những bạn nào thích chơi game FPS giống như mình. Còn về khía cạnh là tần số quét cao, 180Hz thì chắc chắn là vừa ý với game thủ rồi. Tất nhiên thì có những người bảo là 180Hz với tôi không đủ đâu, tôi phải thích màn hình mượt hơn khoảng chừng 360Hz. Thì bên mình cũng đã có làm về cái mẫu màn hình 360Hz rồi, thì chỉ nhỉnh hơn 3 triệu một tí thôi, cụ thể là 15 triệu, anh em đã có thể sở hữu màn hình 360Hz. Và tất nhiên nếu anh em làm quan tâm thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Về phần tấm nền của sản phẩm được sử dụng ở đây là tấm nền Fast IPS với độ trễ là 1mm G2G. Nếu mà quy ra MBRT thì chắc là mình nghĩ cũng khoảng chừng là 1mm thôi. Thì G2G là Gray to Gray, là thời gian chuyển giữa hai màu. Thì cái độ trễ càng thấp thì việc là chúng ta chơi game nó cũng sẽ càng ngon. Thì cái mẫu màn hình này cũng sẽ hỗ trợ thêm, đó chính là G-Sync Compatible, hay game thủ gọi vui là G-Sync Shopee bởi vì trông nó lạ lắm. Còn đối với cái tần số quét là 180Hz mà chúng ta chơi game trên độ phân giải Full HD và anh em game thủ mà mua những cái mẫu màn hình này thì đa số đều chơi những cái tựa game tương đối nhẹ nhàng và vì thế G-Sync thì mình nghĩ là sẽ không cần thiết lắm đâu. Còn cái trải nghiệm thực tế khi mà mình sử dụng, mình chơi game tốc độ cao ví dụ như là CSGO hoặc là CS2 hay là thậm chí là Valorant thì cái tần số quét 180Hz sẽ thể hiện được ngay, đó là mượt mà trong chuyển động. Khi mà mình lia những cái tâm hay là mình rút súng hay mình đấu súng sẽ không bị cái tình trạng gọi là xé hình hay là việc liên quan giật lag. Giật lag ở đây nó có nhiều yếu tố, ví dụ như là game có cái mức FPS quá cao và màn hình đáp ứng không được thì game nó cũng bị giật, cũng bị xé hình. Hoặc cái thứ hai nữa là game FPS quá thấp, nói chung là kiểu đại loại như thế. Thì anh em nhìn video thì nếu mà tạm dừng video thì chúng ta đã thấy là nó hơi blur một tí, nhưng thực tế là không phải nhá. Cái này thì do cái máy ảnh nó quay lại, nó truyền tải nên không hết được soi mắt nhìn thực tế. Còn nếu anh em nào mà băn khoăn lo lắng thì hoàn toàn có thể đến với TNC để trải nghiệm trước khi mua. Về việc chơi game ngon thì chắc chắn rồi, bởi vì nhìn về mặt thông số là đa số game thủ đều khẳng định rằng trong khoảng giá hơn 3 triệu đồng là tôi chơi game đã ngon rồi. Nhưng không phải tự dưng mình gọi em nó là ông hoàng thông số, bởi vì hãng quảng cáo cái mẫu màn hình này đạt đến 99% giải màu sRGB. Và mình muốn phải thử mới có thể biết được. Và mình đã sử dụng một thiết bị là Spider Eli để có thể đo được chính xác cái màn hình này có cái độ bao phủ màu sắc như nào. Đúng là tự tin thì cũng cần phải có cơ sở. Sau khi đo ra thì 99% giải màu sRGB, 78% giải màu Adobe RGB, 82% giải màu DCI-P3 và 74% giải màu NTSC. Đúng là Acer, không nói phét. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái tone response. Thì ở đây là cái đường gamma 2.2 mà mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ khá sát cái độ sáng khi mà chúng ta khuyến cáo và sử dụng vẫn là từ 80-100% để có thể đem lại được là cái trải nghiệm tốt nhất. Về phần độ sáng của màn hình thì sao? Ở đây thì chúng ta thấy độ sáng thấp nhất màn hình này đo được là 58 nit, còn độ sáng cao nhất là 334 nit với cái contrast là hơn 1000:1. Tuy nhiên thì cái white point ở đây thì mình thấy được rằng là khi mà để độ sáng 0% thì white point sẽ là 6800, còn cao nhất sẽ là 7000. Thế nên là nếu mà chúng ta sử dụng thì màn hình sẽ hơi xanh một chút. Tiếp theo đến cái phần là screen uniform thì là liên quan đến phần lệch màu ở giữa những cái khoảng ở trong màn hình, thì chúng ta có thể thấy được ở đây là cái độ lệch
ở mức chấp nhận được khi so với mẫu màn hình là 3.6. Về phần color accuracy là cái độ sai lệch màu sắc khi mà chúng ta sử dụng, có những cái màu cơ bản thì đều có cái độ đen tay rất thấp, thậm chí là đa số đều dưới 1. Có duy nhất một màu đây là màu 1F mà mình hay gọi là màu xanh, thì đối với những cái mẫu màn hình là IPS tầm giá rẻ hay là hơi cao một chút thì cái đen tay về cái màu 1F thì đều cao, tức là độ sai lệch lớn. Cái này thì là đặc tính chung rồi chứ không phải liên quan đến cái chất lượng của tấm nền. Thì tự chung lại thì cái phần đen tay trung bình mình có thể đo được ở đây là 0.78, rất tốt khi so với một cái mẫu màn hình có cái mức giá siêu rẻ, đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu gaming. Và nếu như những cái thông số như thế, mình đánh giá cá nhân là em nó dùng để chơi game là cực kỳ ngon, xem phim các thứ màu sắc lên đều rất tốt. Tuy nhiên khi mà chúng ta để làm việc thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần phải cân nhắc, bởi vì cái xu hướng về cái phần màu của Acer trên những cái mẫu màn hình của họ là họ hơi đẩy xanh một tí, và những cái màu sắc ấy được đẩy lên cái độ tương phản cao để cho cái nó rực rỡ hơn, nó theo cái thiên hướng rực rỡ ấy. Thế nên là khi mà chúng ta chơi game xem phim mà tốt, còn khi mà làm việc thì nó sẽ ảnh hưởng một chút đến cái độ chính xác màu sắc của chúng ta. Lời khuyên của mình là dĩ nhiên anh em vẫn cần phải cân lại màu sao cho hợp lý nhất. Vậy thì làm nào để có thể biết được là cái mẫu màn hình đấy và khi mà chúng ta cân màu nó có hợp mắt hay không? Hãy sử dụng một cái thiết bị làm tiêu chuẩn. Mọi người có thể sử dụng iPhone hoặc là một thiết bị di động mọi người hay nhìn và hay coi đấy là tiêu chuẩn, thì có thể cân theo cái màn hình đấy để giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó tuyệt vời hơn. Và dĩ nhiên rồi, nếu như mọi người quan tâm thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể cân nhắc. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.